Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với nhà vườn của Nhiên Lê nha. Hôm nay tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy nha bà con. Cây một cốt đế đẹp nha. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm. Chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy Mỹ hay cô chú anh chị. Rồi để không làm mất cô chú anh chị, em vào luôn mã số 1 luôn ạ. Số 1 đo được hoành là 16. Tổng cao cây là 46. Đế sổ là 30. Cây mã số 1 là một cây một rễ co lắc quái của chú anh chị. Em xin giao lưu là 130.000. 130.000 bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xuống mã số 1 lên tiếp tục là mã số 2, một cây dáng trực. Này về em quý cô chú anh chị chốt về trồng thẳng đứng con em ha. Mã số 2 đo được hoành là 18. Tổng cao là 73. Đế sổ là 24. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 2 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Cây dáng trực thẳng. Cây số 3, một rễ co lắc. Dạ. Cái này nó khó tìm như... lắm nha bà con. Dạ, một rễ co lắc mà nó cũng vẫn là dáng trực nha. Cây này bà con mình ít có. Dạ, em đo được hoành là 19. Tổng cao là 59. Đế sổ là 28. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 140.000 cho một cây dáng trực, một rễ co lắc quái. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi 140.000 cho mã số 3. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục mã số 4. Số 4 là một cây dáng mai. Cũng một rễ luôn. Số 4 đo được hoành là 20. Tổng cao là 54. Đế sổ của cây là 32. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 4 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục mã số 5. Số 5 là một cây dáng trực to nha cô chú anh chị. Em đo được hoành là 23. Tổng cao là 66. Đế sổ là 25. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho một cây dáng trực mã số 5. Rồi em xuống mã số 5 lên tiếp tục là mã số 6. Cái cây này cô chú anh chị chốt về ghép đã đời luôn á. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 62. Đế sổ là 30. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 6. Cây này tay cành còn nhiều bà con mình về ghép. Dạ, nhiều màu luôn ha. Dạ, ghép đã đời luôn. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Số 7 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 54. Đế sổ là 26. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 7. Rồi xuống mã số 7 lên tiếp tục là mã số 8. Số 8 đo được hoành là 20. Tổng cao là 48. Đế sổ là 29. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 130.000 cho một cây một rễ. Số 8 130.000. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 em đo được hoành là 22. Tổng cao là 57. Đế sổ của cây là 24. Cây mã số 9 em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 9 luôn ạ. Trồng thẳng đứng lên xíu thì nó rất là cây, nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là em vào mã số 10 luôn ạ. Ok, một rễ luôn nha. Dạ, số 10 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 56. Đế sổ là 28. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 10. Rồi em lên tiếp tục là mã 11. Ok, bộ đế rất là quái nha bà con. Chi tàn rất đẹp luôn. Mã 11 em ra được hoành là 21. Tổng cao là 88. Đế sổ cây là 46. Hoành cũ cây là 65. Cái mã số 11 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã 11 luôn ạ.
Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12. Đế đẹp, chi cành cũng đẹp luôn. Mã 12 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 55. Đế sổ là 24. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Cái này về bà con mình ghép chi mâm được 2 tập. Mã 13 em đo được hoành là 22. Tổng cao là 68. Đế sổ là 23. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 13 luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị trồng thẳng đứng thì rất là đẹp nha. Rồi em xuống mã 13 lên tiếp tục mã 14. Mã 14 đo được hoành là 17. Tổng cao là 62. Đế sổ là 26. Cái mã 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 150.000. 150.000 cho mã 14 luôn ạ. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục mã 15. Lâm cây dáng bay để co lắc quái. Dạ. Em đo được hoành là 22. Tổng cao cây là 68. Đế sổ cây là 45. Cái mã 15. Cái mã 15. Em xin giao lưu là 350.000 cho một cây dáng bay cô chú anh chị. Đây, cây nó như thế này. 350.000 cho mã 15. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 16. Mã 16 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 55. Đế sổ là 44. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã 16. Rồi em xuống mã 16 lên tiếp tục mã 17. Mã 17 em đo được hoành là 27. Tổng cao là 53. Đế sổ là 27. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 17 luôn ạ. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục mã 18. Ok, một cốt có lắc. 18 đo được hoành là 19. Tổng cao là 62. Đế sổ là 30. Cái mã 18 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 18. Rồi em xuống mã 18 lên tiếp tục mã 19. Mã 19 đo được hoành là 22. Tổng cây là 75. Đế sổ là 30. Cái mã 19 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 19 luôn ạ. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục là mã 20. Mã 20 này em đo được hoành của cây. Mã 20 em đo được hoành của cây là 18. Tổng cao là 79. Đế sổ là 44. Cây mã 20. Cây mã 20 này em xin giao lưu quý của chú anh chị là 150.000 luôn. 150.000 cho mã 20 luôn ạ. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục là mã 21. Em đo được hoành là 21. Tổng cây là 53. Đế sổ là 33. Cái mã 21 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 21 luôn ạ. Rồi em xuống mã 21 lên tiếp tục mã 22. 22 là một cây dáng bay. Né. Mã
Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 90. Đế sổ là 52. Cái mã 22 này em xin Zalo là 350.000. 350.000 cho mã 22. Rồi em xuống mã 22 lên tiếp tục mã 23. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 42. Đế sổ là 30. Cái mã 23 này em xin Zalo là 120.000. 23 120.000. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. 24 là một cây đổ nha cô chú anh chị. Đổ được không? Cái này là 24 là cây bay cô chú anh chị. Về trồng bay giùm em. Em đo được hoành là 20. Tổng cây là 69. Đế sổ cây là 48. Cái mã 24 này. Cái mã 24 này em xin Zalo là 140.000 cho một cây dáng bay. 24 140.000. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục 25. 25 đo được hoành là 21. Tổng cây là 49. Đế sổ là 32. Cái mã 25 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 25. Rồi em lên tiếp tục là mã 26. 26 đo được hoành là 19. Tổng cao là 58. Đế sổ là 35. Cái mã 26 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 26. Rồi em xuống mã 26 lên tiếp tục là mã 27. Một cây đế rất là quái. 27 em đo được hoành là 25. Tổng cao là 77. Đế sổ của cây là 49. Cây mã 27 này em xin Zalo là 300.000. 300.000 cho mã 27. Bộ đế nó cũng đẹp và chi cành nó cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Được chốt ủng hộ nhà vườn của chú anh chị ơi. Rồi em lên tiếp tục là mã 28. 28 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 57. Đế sổ là 25. Cái mã 28 này em xin Zalo là 120.000. 120.000 cho mã 28. Rồi em lên tiếp tục là mã 29. 29 thể về lừa để thanh lý. 29 là cây này cũng dáng đẹp quá nha bà con, nhưng có một số lỗi nhỏ. Dạ. Nó lỗi hơi bị nhiều cô chú anh chị. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 70. Đế sổ là 33. Tuy nó có lỗi nhưng mà nó liền xẹo hết cô chú anh chị. Nó không có vấn đề gì cả, em bao sống bao xếp toàn quốc luôn á. Rồi cái mã 27 này em xin Zalo là 130.000. 29. Ủa 29 rồi cô chú anh chị, mã 29. 130.000. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Một rễ co lắc. Bonsai lùng lụp. Em đo được hoành là 25. Tổng cao là 46. Đế sổ là 28. Cái mã 30 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 30. Rồi em lên tiếp tục là mã 31. 31 đo được hoành là 21. Tổng cao là 58. Đế sổ là 28. Cây mã 31 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 31. Rồi em lên tiếp tục là mã 32. 32 em đo được hoành là 20. Tổng cây là 59. Đế sổ cây là 30. Cây mã 32 này em xin Zalo là 140.000 cho một cây nó uốn lượn rất là đẹp rồi cô chú anh chị. 32 140.000. Rồi em xuống mã 32 lên tiếp tục mã 33.
xuống anh. Ba mươi ba em đo được hoành là 20, tổng cây là 65, đế sổ là 53, cây mã 30, cây mã 33 này em xin giao lưu là 350.000, 350.000 cho mã 33. Rồi em xuống mã 33 lên tiếp tục mã 34. Cây này bị ngộ. 34 em đo được hoành là 21, tổng cao là 41, đế sổ là 27. Cây mã 34 này em xin giao lưu là 140.000, 140.000 cho mã 34 luôn ạ. Rồi em xuống mã 34 lên tiếp tục mã 35. Em đo được hoành là 21, tổng cao là 56, đế sổ là 26. Cây mã 35 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 35. Rồi em xuống mã 35 lên tiếp tục mã 36. Em đo được hoành là 18, tổng cao cây là 78, đế sổ là 40. Ủa, phải không ta? Đế sổ là 49 rồi cô chú anh chị. Cây mã 36 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 36. Rồi em lên tiếp tục là mã 37. Vĩnh anh, Vĩnh đứng rồi. Rồi 37 em đo được hoành là 24, tổng cao là 65, đế sổ là 25. Cây mã 37 này em xin giao lưu là 140.000, trong cây dáng trực 37 140.000. Rồi lên tiếp tục là mã 38. 8 bộ đế chắc không nổi luôn. Là quái. 38 đo được hoành là 24, tổng cây là 69, đế sổ là 30. Hoành cũ em đo được là 62. Cây mã 38 này em xin giao lưu là 500.000, 500.000 em bao sóng bao phí xếp toàn quốc luôn nha. Mã 38. Rồi em xuống mã 38 lên tiếp tục mã 39. Ba mươi chín coi được hoành là 20, tổng cây là 47, đế sổ là 25. Cây mã 39 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 39. Rồi em xuống mã 39 lên tiếp tục mã 40. Em đo được hoành là 24, tổng cây là 69, đế sổ là 35. Cây mã 40 này em xin giao lưu là 450.000, 450.000 cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 này là cũng mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em những clip trước ạ. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Mến chào bà con. Hy vọng bà con mình hợp sáng qua chốt hoặc nhà vườn nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.